Đây, con đầu tiên. Con đầu tiên nha. Review con đầu tiên cho các bạn này. Đây. Này, con đầu tiên nha. Một con cá mè rảnh nha. Wow, con nhớt rồi nha các bạn. Nãy giờ mới được 25 phút thôi nha các bạn. Wow, 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 vô. Gia đình Happy TV xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Xin chào các anh em nha. Hiện tại là 14 giờ 11 phút ngày thứ ba 25 tháng 7 2023 nha. Sau lưng của mình nè, view núi siêu đẹp luôn nha. Điểm câu này là điểm câu đẹp, view núi đẹp, view núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh nha. Cái vị trí ba Happy đang đứng đây là ngay bờ nam kênh Tây, bờ nam kênh Tây nha, cách cầu K18 500m nha. Đó, sau lưng mình nhìn thấy nè, view núi siêu đẹp nè. Mình xoay lại cho các bạn coi cái rõ hơn nha. Mây và núi đẹp lắm. Đây, mây và núi nè. Đó, núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh nha. Bây giờ là hơn 2 giờ nè. Ở đây ở cầu K18 cách đây là khoảng hơn 500m nha, ngay cái vòng cung. Bây giờ mình sẽ đặt camera ở đây, nếu có cá mình sẽ lại khoe với lại chia sẻ review cho các bạn liền nha. Đó. Ok. Siêu đẹp, siêu đẹp. Nếu thấy hay nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Bắt đầu nào. Vô. Đây, con đầu tiên. Con đầu tiên nha. Yeah. Con đầu tiên. Review con đầu tiên cho các bạn này. Đây. Này, con đầu tiên nha. Một con cá mè rảnh nha. Wow, con nhớt rồi nha các bạn. Nãy giờ mới được 25 phút thôi nha các bạn. Wow, 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 vô. Vô. Rồi đi tìm con thứ hai nha. Bây giờ đi tìm con thứ hai nha. Ok. Bây giờ đi tìm con thứ hai nào. Ồ, được một con rồi nha các bạn. Đi tìm con thứ hai nào. Thank you.
Wow, mây đen quá trời luôn các bạn. Mưa sắp tới rồi, sắp tới đây luôn rồi. Bây giờ đi rước mẹ Happy nữa. Coi như hôm nay thất thu chỉ có được một con thôi nha các bạn. Mưa tới rồi, hẹn kỳ tới sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem nha. Nếu có cá mình sẽ khoe cho các bạn cùng xem nha. Hôm nay được có một con duy nhất thất thu rồi. Xin chào nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo, tập tiếp theo nha. Nhớ bấm like ủng hộ tinh thần gia đình Happy TV nha. Xin cảm ơn rất nhiều.